Dù mùa giải mới chỉ bắt đầu nhưng Man United đã đối diện với khó khăn lớn. Trận thua 1-3 trước Brighton khiến cho Quỷ Đỏ bị đẩy xuống vị trí thứ 13 ở ngoại hạng Anh với 6 điểm. Họ trải qua khởi đầu tồi tệ nhất ở giải đấu này khi thua 3/5 trận đấu đầu tiên. Điều đáng nói, gốc rễ vấn đề nằm ở chỗ nội bộ Manchester United rạn nứt nghiêm trọng. Cách đây không lâu, Jadon Sancho đã công khai chỉ trích huấn luyện viên Ten Hag trên mặt báo. Sau đó, Sancho nhất quyết không xin lỗi ông thầy và chấp nhận tập luyện một mình. Sau trận thua trước Brighton, tình hình còn tồi tệ hơn nữa với Man United. Theo tờ The Sun, có hai cuộc cãi vã giữa bốn cầu thủ trong phòng thay đồ sân Old Trafford khi Man United thất bại. Đầu tiên, đội trưởng Bruno Fernandes to tiếng với Scott McTominay. Ngôi sao người Bồ Đào Nha không hài lòng khi McTominay mất hút hoàn toàn ở khu vực giữa sân. Điều này khiến cho Brighton dễ dàng phản công và đẩy Manchester United vào thế chống đỡ bị động. Có cảm tưởng như mỗi pha lên bóng của Brighton đều khiến Manchester United bị đẩy vào tình cảnh nguy hiểm. Ở vụ cãi vã thứ hai, Lisandro Martinez và Victor Lindelof bày tỏ sự không hài lòng về nhau. Cặp trung vệ Man United không tạo ra mối liên kết trong trận đấu đó. Chia sẻ trên mạng xã hội, cựu trung vệ Manchester United, Gary Neville cho rằng ông Ten Hag dần mất kiểm soát trong phòng thay đồ. Anh nói, Sancho có tiếng nói thế nào trong phòng thay đồ Man United? Maguire có tầm ảnh hưởng lớn thế nào? Huấn luyện viên Ten Hag đang mắc sai lầm mà những người ngoài cuộc không thể biết được. Chúng ta đều cảm nhận được sự khó chịu và bất an bên trong nội bộ Man United. Bạn có thể thấy một cầu thủ, Sancho, lẽ ra ngồi cùng phòng thay đồ với đội 1 nhưng giờ đây lủi thủi tập luyện một mình. Maguire từng là đội trưởng nhưng giờ đây bị xa lánh và không được ngó ngàng tới. Tôi không rõ mức độ thiệt hại của câu lạc bộ ra sao. Sau khi Sir Alex Ferguson nghỉ hưu, nhiều huấn luyện viên giỏi đã phải đối diện với thách thức trong phòng thay đồ của Man United. Tôi hy vọng đây chỉ là giai đoạn sóng gió tạm thời và không lặp lại nữa. Trước đây, Jose Mourinho, Luis Van Gaal, David Moyes, Ralf Rangnick và Ole Gunnar Solskjaer đều gặp sóng gió với vấn đề nội bộ.